Xin chào tất cả các bạn. Như đây thì các bạn đang thấy mình đang có một remote điều khiển một bóng đèn LED như thế này. Và ở đây thì mình sẽ muốn tạo ra một remote phụ từ chiếc remote này nha. Và để tạo ra một remote phụ thì mình sẽ cần có một remote copy tay như thế này. Lúc này thì remote của mình vẫn chưa điều khiển được đèn LED do chưa học lệnh. Và bây giờ mình sẽ học lệnh cho remote copy tay để điều khiển bóng đèn LED này. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DAT. Và trên tay của mình đây, đó chính là một chiếc remote copy tay 4 lệnh 433 WT139 mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn. Remote của chúng ta sẽ có một vẻ bề ngoài khá là bắt mắt, óng ánh như thế này đây. Với 4 nút nhấn có ở trên remote. Và remote sẽ còn có thêm một đèn LED. Trước hết đèn LED này sẽ có công dụng như là kiểm tra pin của chúng ta. Thứ hai là có thể kiểm tra xem remote của chúng ta đã có xuất lệnh hay là học lệnh hay chưa. Remote của chúng ta sẽ là remote copy nên vì thế nó sẽ có công dụng chính, đó chính là học lệnh từ remote gốc để tạo ra một remote phụ nha các bạn. Và nó sẽ có thể thay thế hoàn toàn remote gốc như là ở đầu video. Và remote của chúng ta sẽ có tần số, đó chính là 433 MHz, nên vì thế nó sẽ phù hợp để học lệnh từ các remote gốc có mã cố định là 433. Và remote gốc của chúng ta có thể là mã 433, thuộc loại mã hàng, mã gạt, vân vân. Nhưng lưu ý là remote của chúng ta sẽ không học được mã nhảy nha các bạn. Dưới đây thì mình đang có 4 remote loại mã cố định 433, gồm 1 nút, 2 nút, 3 nút và 4 nút. Và bây giờ mình sẽ sử dụng remote copy tay của mình để học lệnh một trong 4 remote này. Dưới đây thì mình đang có một remote loại 4 nút như thế này. Và mình sẽ học lệnh 2 nút trên này nha. Và để học lệnh thì trước hết chúng ta sẽ nhấn giữ hai phím có hình mũi tên lên và xuống như thế này. Chúng ta sẽ nhấn giữ sao cho remote của chúng ta chớp liên tục như thế này để vào chế độ học lệnh. Và khi vào chế độ học lệnh thì khi nhấn một trong các nút thì remote của chúng ta sẽ chớp 3 lần rồi tắt như thế này, là chứng tỏ nó đã vào chế độ học lệnh rồi nha. Với phím đầu tiên này thì mình sẽ học lệnh ở nút này nha các bạn. Trước hết thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút mà chúng ta muốn học lệnh. Sau đó ở remote copy tay thì chúng ta sẽ chọn nút mà chúng ta muốn học lệnh, nên để hai remote gần nhau để dễ dàng sao chép lệnh nha. Và chúng ta sẽ nhấn giữ trong khoảng vài giây. Đây, khi chúng ta nhấn nút đã học lệnh thì lúc này đèn báo của chúng ta sẽ sáng và không còn chớp tắt như hồi nãy nữa nha, chứng tỏ là nó đã học lệnh thành công. Và tiếp theo đó chính là phím thứ hai của remote gốc. Thì mình sẽ học lệnh ở phím dưới này nha các bạn. Phím có hình ổ khóa như thế này. Và chúng ta sẽ lặp lại thao tác là nhấn giữ nút mà chúng ta muốn học lệnh và nhấn nút mà chúng ta muốn học lệnh ở trên remote copy tay. Nhấn giữ trong khoảng vài giây. Đây, đã học lệnh thành công rồi nha các bạn. Sau khi hoàn tất thì chúng ta sẽ nhấn giữ hai phím dưới để thoát chế độ học lệnh. Và vừa rồi mình đã học hai nút của remote 4 nút. Và mình còn dư hai nút còn lại. Và ở remote copy tay này thì chúng ta còn có thể học lệnh từ nhiều remote khác nhau nha. Như ở đây thì mình đang có một remote 2 nút và mình sẽ học lệnh hai phím A và B. Lúc này thì hai phím bên góc phải của chúng ta thì nó chưa học lệnh. Và để học lệnh thì trước hết chúng ta sẽ nhấn giữ hai phím mũi tên lên và xuống như lúc nãy. Sau đó mình sẽ học lệnh ở phím A thì mình sẽ học lệnh ở phím có mũi tên xuống như thế này. Nhấn giữ phím A, đồng thời mình sẽ chọn phím trên remote copy tay mà mình muốn học lệnh. Và nhấn giữ nó. Và phím cuối này thì mình sẽ học lệnh của phím B nha. Xong xuôi thì chúng ta sẽ nhấn giữ hai phím dưới để thoát chế độ học lệnh.
Và trong trường hợp nếu các bạn muốn đổi lệnh một trong bốn phím này, ví dụ như phím cuối có hình ô vuông này, lúc nãy là mình đã học lệnh của phím B ở trên remote 2 nút. Bây giờ mình muốn đổi phím cuối này sẽ học lệnh của phím chọn ở trên remote 4 nút. Và để đổi thì cũng khá là đơn giản. Thì các bạn sẽ vào chế độ học lệnh bằng cách nhấn giữ 2 nút đầu tiên. Sau đó các bạn nhấn nút chọn và phím mà chúng ta muốn đổi. Như vậy là chúng ta đã học lệnh xong rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ thoát ra bằng cách nhấn hai phím ở dưới cùng. Chỉ với một vài thao tác mà chúng ta đã dễ dàng đổi được lệnh của nút mà chúng ta muốn đổi. Và như trường hợp copy lúc nãy thì lệnh mới chúng ta copy nó sẽ đè lên lệnh cũ và lệnh cũ lúc này sẽ mất đi nha các bạn. Rất là đơn giản phải không các bạn? Và khi sử dụng remote thì chúng ta thường bị trường hợp đó chính là lỡ đè phải hai nút trên. Lúc này khi nhấn tất cả các phím thì chúng ta sẽ không điều khiển được gì hết nha. Và lúc này thì chúng ta chỉ cần nhấn hai phím dưới này để thoát chế độ học lệnh là chúng ta đã có thể quay trở lại điều khiển các lệnh như bình thường rồi. Vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn sơ qua cách sử dụng remote copy tay 4 lệnh 433 WT139 này rồi. Và để đặt mua sản phẩm thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ video của mình kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của điện tử DET, nhấn vào nút thông báo để nhận được những video mới nhất từ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.